xem này, chết người tin trả tiền này. Thứ nhất là đóng xe cho khách chơi trực tiếp luôn, không minh bạch gì cả, trực tiếp luôn, không bất cứ một minh bạch gì hết, câu thẳng luôn vào. Thứ hai là dùng con xe này là xe LS, là xe Lai Sơn. Lai Sơn đã rẻ tiền rồi, đây còn xe fake này. Đây là hàng nhái nhé, không phải hàng xịn. Đúng rồi. Này thì máy như này thì máy nó chỉ có chết thôi. Máy chết luôn đấy. Đấy, còn tác giả là ông nào thì đây. Nhìn thấy có chữ hao, chả biết ông nào đóng phim kiểu này. Giết khách. Lấy được cái là thứ nhất đấy. Một con pin đóng lại thì nếu nói về mặt lý thuyết nó sẽ không bao giờ nó ngon nghẻ bằng con pin xịn được. Con pin gốc thì tại sao nó lại như thế thì rõ ràng là nhà sản xuất nó thiết kế ra thì nó sẽ phải khác rồi. Nhưng trên thực tế thì vẫn có cách để cái pin đóng lại nó tốt. Thứ nhất là mình sẽ giữ nguyên bản cái bo mạch điều khiển ban đầu của nó. Thứ hai là mình sẽ dùng cái con xeo xịn cho xem cái con xeo xịn. Chẳng hạn như đây là con xeo của LG. Thống xeo luôn. Dung lượng 3200. Còn nội trở thì toàn là pin mới 100%. Đấy. Thì nó đã khác hoàn toàn chất lượng rồi. Cho nên đấy là lý do tại sao mà pin đóng lại thì không bao giờ có chất lượng. Còn nếu mà muốn có chất lượng thì nó phải khác. Chất lượng giết con máy. Chất lượng phải sang qua vacuum. Chính xác. Nó mới sẽ ăn cái này. Giết người. Chết thật, đóng trực tiếp luôn, không minh bạch gì cả. Ừ. Bảo sao nó chẳng nghe. Nó chạy được một thời gian nó chết luôn là phải rồi.